Xin chào cô và các bạn, nhóm chúng em đến từ lớp dược 14B, xin thuyết trình về bệnh viêm gan B. Mời cô và các bạn cùng nhóm em tìm hiểu bệnh viêm gan B là gì, nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan B lây qua đường nào, điều trị viêm gan B thế nào và phòng ngừa viêm gan B. Bệnh viêm gan B là gì? Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus viêm gan B, được gọi tắt là HBV. Bệnh ảnh hưởng lớn đến chức năng gan, có thể gây suy gan và dẫn đến tử vong. Hiện nay, virus viêm gan B vẫn là một mối đe dọa lớn đến sức khỏe toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có hơn 2 tỷ người đã nhiễm bệnh với khoảng 400 triệu người trên thế giới mắc bệnh viêm gan B mãn tính, với 1,5 triệu ca nhiễm mới mỗi năm. Ở Việt Nam hiện nay, số người nhiễm virus viêm gan B chiếm khoảng 20% dân số. Nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan B. Viêm gan B gây ra do virus HBV. Đây là loại virus có hình cầu, vỏ bao quanh của HBV là lipoprotein có chứa kháng nguyên bề mặt HBsAg. Cho đến nay, virus HBV được xác định có 8 trích kháng nguyên khác nhau. Cấu trúc của HBV. HBV thuộc họ Hepadenaviridae, có cấu trúc DNA. HBV chỉ gây bệnh cho người và khỉ đột đen châu Phi. Ở giai đoạn nhân đôi, HBV tồn tại trong huyết thanh dưới 3 dạng cấu trúc hạt tử virus hay virion, bao gồm lớp vỏ bên ngoài của virus và lõi bên trong của virus. Lớp vỏ bên ngoài của virus bao gồm một loại protein bề mặt được gọi là kháng nguyên bề mặt viêm gan B. Lõi bên trong của virus là một vỏ protein được gọi là kháng nguyên lõi viêm gan B, chứa DNA của virus viêm gan B và các enzyme được sử dụng trong quá trình nhân lên của virus. Các giai đoạn của viêm gan B. Giai đoạn 1, viêm gan B mãn tính, sinh thiết gan có hình ảnh viêm gan với mức độ hoại tử hoặc có mức độ hoại tử và xơ hóa gan. Giai đoạn 2, nhiễm HBV, giai đoạn dung nạp miễn dịch không xơ hóa và tình trạng viêm nhẹ trên sinh thiết gan. Giai đoạn 3, viêm gan B mãn, giai đoạn hoạt động, sinh thiết gan có hình ảnh viêm gan mãn với mức độ viêm từ vừa đến nặng, kèm theo có xơ hóa gan hoặc không xơ hóa gan. Giai đoạn 4, viêm gan B mãn, giai đoạn không hoạt động, sinh thiết gan không có tình trạng viêm đáng kể. Triệu chứng khi mắc phải viêm gan B: hầu hết trẻ em dưới 5 tuổi hoặc người bị suy giảm hệ thống miễn dịch khi mắc viêm gan B cấp tính đều không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Những đối tượng còn lại bao gồm trẻ lớn hơn, thanh thiếu niên và người trưởng thành thì có khoảng 30-50% sẽ có dấu hiệu và triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, ăn mất ngon, buồn nôn và nôn, đau bụng, nước tiểu đậm màu, phân nhạt màu, đau khớp và vàng da. Các triệu chứng thường nặng hơn ở những người trên 60 tuổi. Từ virus HIV, nhiễm của HBV cao hơn 100 lần so với HIV, chủ yếu lây qua đường máu. Virus viêm gan B dễ dàng lây qua đường máu theo các hình thức phổ biến như dùng chung bơm kim tiêm, đặc biệt là tiêm chích ma túy, nhuộm chìm máu hoặc các chế phẩm từ máu có chứa virus. Tái sử dụng hoặc sử dụng các dụng cụ y tế không được khử trùng đúng cách, xăm hình, xỏ khuyên, làm móng hoặc thực hiện các thủ thuật y tế thẩm mỹ không đảm bảo vệ sinh, có chứa virus gây bệnh, dùng chung các vật dụng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng với người bị nhiễm bệnh hoặc lây nhiễm từ mẹ sang con. Phụ nữ mang thai bị nhiễm HBV có thể truyền virus sang con. Tỷ lệ lây nhiễm phụ thuộc vào thời điểm người mẹ bị nhiễm bệnh. Điều trị viêm gan B, chúng ta có thể sử dụng các thuốc kháng virus như entecavir, tenofovir, lamivudine, edofovir, tebivudine để chống lại và làm chậm quá trình gây tổn thương gan do virus gây ra. Tiêm interferon alpha 2b, đây là một chất nhân tạo được sản xuất để chống nhiễm trùng và có khả năng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể. Trong trường hợp gan bị tổn thương nghiêm trọng, ghép gan có thể là một phương pháp điều trị cần thiết. Gan bị tổn thương sẽ được loại bỏ và được thay thế bằng một lá gan khỏe mạnh từ nguồn gan của người khác. Phòng ngừa viêm gan B. Các phương pháp phòng ngừa hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản nhất hiện nay là chủng ngừa đầy đủ, đúng lịch vaccine phòng bệnh viêm gan B theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
vaccine viêm gan B được khuyến nghị cho tất cả các trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 18 tuổi. Ngoài ra, dựa vào những đường lây truyền của viêm gan siêu vi B, các chuyên gia đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng ngừa khác nên được phối hợp thực hiện song song với việc chủng ngừa bệnh. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm em.